Dạ thưa cô chú anh chị, thì hôm nay Cường Phi xuống thăm lại anh Khanh để trao cho anh Khanh một số phần quà của cô Mạnh Thường Quân giấu tên ở Úc. Thì cô có gửi cho Cường là 200 đô để về đây để mua xe đạp cho anh Khanh, để anh Khanh chuẩn bị đi bán vé số và mua bếp ga cho anh Khanh, rồi mua một số thực phẩm gạo, thóc, nước mắm, bột ngọt gì đó để cho anh Khanh luôn. Thì giờ mời cô chú anh chị theo Cường vô gặp anh Khanh nha cô chú anh chị. Rồi chào anh Khanh. Chào Mạnh Thường Quân. Rồi bữa nay sao mặt ở ngồi trước nhà sao mặt buồn quá vậy? U sầu quá vậy? Đâu có buồn đâu, tại lòng nó vậy đó. Sáng giờ có đi làm gì không? Sáng giờ đi được đang cá đối, kho hai con, kho ba con là ăn con còn hai con. Vậy hả? Cá đối hai ngón à. Ừ. Nó bự. Rồi em bữa hỏi em có quay anh nghe nói anh than hết gạo đó, rồi mình có gạo đâu mình nấu vậy? Thì nhờ chị cho đó. Vậy hả? Ừ. Là cứ mỗi bữa lần bữa ăn đi nấu cơm là phải đi về nhà của người chị xin hay sao? Ừ thì mình có gạo thì khỏi xin, còn không có gạo thì phải xin. Vậy hả? Ừ. Rồi sao mà tỉnh queo, giờ sáng giờ có xị nào chưa? Vô nãy cũng được xị rồi. Vô được xị rồi ha. Nhưng mà chưa đâu, đó là chuyện nhỏ. Vậy hả? Chưa đủ đô hay sao anh? Trời ơi, một lít cũng không đủ nữa. Vậy hả? Thì thôi bây giờ nè, anh muốn ít lại thôi nghe. Nói chung cho bớt nhiều lắm rồi đó. Thì nói chung là mình ghiền rượu thiệt nhưng mà mình giảm bớt lại, hiểu không? Cái lý do không phải là mình mà muốn uống, mà không uống thì không được, không uống cái nằm cứ lục đục không biết làm cái gì. Thì có trái lưới thì đi văng lưới kiếm, mà nắng như vậy thì văng đâu có cá đâu, cá nó kiếm đường nó trốn hết rồi. Trời mát á, đi văng được vài con cá phi, hai ba con, ba bốn con gì đó, rồi về cái mặn rồi kho ăn gì đó. Chứ đâu có, mình nè thợ hồ mà cuối cùng ở đây đâu có làm được cho ai đâu. Đó, đâu có ai mướn đâu, chứ không có ai làm nữa, chứ không phải không có người mướn, không ai làm. Đó. Thì thôi em nói anh nghe nè, thì bữa hổm em có nghe anh chia sẻ là anh muốn đi bán vé số hay sao anh Khanh? Nói chung là để thử coi. À. Đi không. Bán thử coi có người mua không? Không, không phải là thử cái công việc này, nếu mà mình khẳng định mình làm thì mình phải quyết tâm mình làm. Thì đúng rồi. Ừ. Làm chứ. Mình đã quyết định đã nghề hồ rồi, không có ai mướn nè. Thì mình phải kiếm đường khác. Đó. Quyết định rồi, suy nghĩ kỹ lắm rồi đó. Đó. Ừ. Thì bây giờ sáng sớm thì lấy vé số, rồi sáng sớm thì lên phố hoặc là chạy dài tàn lơ ga rồi. Hoặc lên xe đạp thì đạp lẻ lắm, lên Mỹ Xuyên cũng được nữa. Đi tàn người ta thấy quán cà phê rồi đó, vô mình mời. Ừ. Vậy đó. Rồi mình có xe đạp chưa? Chưa. Mình chưa có xe đạp thì mình phải đi bộ hay sao? Chưa xe đạp thì đi bộ chứ làm sao giờ. Ừ. Đó, phải chịu thôi chứ làm sao, thì đi bộ thì đi xa mình cũng người mà cũng biết mệt chứ. Ừ. Thì đi lên tới phố hoặc là thả tàn phố rồi đi dài ra tới rồi xong rồi vòng ngược trở về. Ừ. Thì 100 tờ chắc nghĩ là hết lẹ lắm. Hết lẹ ha. Ừ, hết lẹ lắm. Nhưng mà mình có xác định, mình có chắc chắn là mình sẽ đi bán vé số được không anh Khanh? 100% ha, anh hứa nha. Anh hứa. Rồi thì em cũng xin phép nói với anh là cũng như cái lời hứa bữa hôm em cứ hứa với anh. Ừ. Nếu có em xuống quay là anh lần sau thì em sẽ hỗ trợ cho anh là 100 tờ vé số. Ừ. Để anh làm vốn rồi xong anh đi bán, lời thì anh lấy để anh sử dụng hà tặng hà tiện trong gia đình. Rồi còn cái số có tiền gốc đó, tiền vốn đó đó, thì mình cứ để đó để mình đi lấy thêm mình mua, để mình đi bán. Cái gốc là mình phải giữ lại. Đúng rồi. Để mình lên là mình mới lấy được cái số, không. Ừ. Có tiền sao lấy được cái số. Đúng rồi. Còn cái tiền lời thì thí dụ mình mua đồ miếng đồ ăn gì thì về rồi mình mặn mình kho, rồi gạo rồi có dư nhiều thì mình mua gạo để dành luôn. Ừ. Đó. Chứ đâu có ai cho mình đâu, cho hoài đâu. Rồi bây giờ là em xuống em thực hiện lời hứa nè, cũng như anh hứa với anh phải hứa cho em nghe, em hứa là em sẽ làm rồi nè, anh phải làm giống như em nữa ha. Rồi bắt tay rồi nha. Bắt tay. Rồi. Ok luôn á. Rồi. À. Thì em sẽ xuống hỗ trợ cho anh một số vốn để anh đi bán vé số. Ừ. Rồi cũng xin thông báo với anh là
có một cô Mạnh Thường Quân giấu tên ở bên Úc, là cũng gửi cho anh là 200 đô là tiền Úc. Rồi sáng em đem đi đổi thành tiền Việt là 3.250.000 chẳng luôn. Đó là 100 đô của Úc là được 1.600.000 của tiền Việt Nam mình. Đó thì em cứ tính tổng chi phí trơn là 3.200.000 ha. Thì ngày hôm nay em xuống gặp anh á, thì em không trao tiền cho anh, nhưng mà em sẽ đi mua một chiếc xe đạp cho anh, để đó là phương tiện để anh đi bán vé số. Nhưng mà anh hứa cho em là chắc chắn anh phải làm nha, dù có vất vả, dù có gian nan, mình cũng phải phấn đấu để vươn lên. Bắt tay rồi. Chứ nhiều khi cái đi bán rồi thấy nắng nuôi cực nhọc quá, rồi anh buông xuôi anh bỏ, anh vẫn dậm chân tại chỗ, anh Khanh không có đứng lên được. Không đâu. Rồi. Anh nói một là một. Rồi hơn nữa là tránh trường hợp thí dụ như mà đồ đạc của cô chú anh chị mua tặng cho mình, đó là kỷ niệm, đó là những tấm lòng cao cả nhất ha. Giữ luôn suốt đời luôn. Đó, mình không nên bán hoặc là gì đó. Rồi. Không bao giờ đâu. Lần này là lần cúng cùi luôn á, lần cuối cùng á. Thì cô có nói là như vậy nè anh Khanh, cô nói là thôi bây giờ á, là cái số tiền mà hỗ trợ cho anh bán vé số là em là Cường Phi Vlog sẽ hỗ trợ cho anh phần đó. Còn cái số tiền của cô ở Mạnh Thường Quân ở bên Úc á, là cô gửi về cho mình là 200 đô đổi thành tiền Việt là 3.200.000 ha. Thì mua cho anh một chiếc xe đạp. Thì em có hỏi bên cửa tiệm, nghe nói là 1.600.000 một chiếc gì đó. Rồi cái phần bếp ga là để em cũng chưa có hỏi, để mình ra tiệm mình hỏi coi ha. Rồi mình mua. Rồi cô có nói là mua cho anh một bao gạo 20 kg với một số thực phẩm như đường, bột ngọt, muối mắm gì đó ha. Để nhiều khi anh ở xa đường phố, nhiều khi cũng đi mua cũng hơi khó khăn. Đó là như vậy. Em xin cảm ơn cô. Cảm ơn cô ở bên Úc. Cảm ơn cô ở bên Úc hỗ trợ được cho em như vậy. Em con xin cảm ơn cô nhiều. Chúc cô sống lâu trăm tuổi, làm ăn phát tài phát đạt. Rồi. Dạ. Thì em sẽ xuống đây em thực hiện theo lời của cô dặn em á. Cô dặn em là bây giờ em tính, hồi nãy em tính mua em xuống luôn, nhưng mà thôi đưa anh ra chợ luôn. Nhiều khi anh thích những chiếc xe đạp nào mặc màu xanh màu đỏ vậy đó, anh thích thì anh cứ lấy chọn màu đó ha. Rồi hơn nữa thì mình, em cũng đàn ông, em không có gành mấy gì cái vụ mà nổi chợ, thì thôi anh đi ra ngoài chợ anh tự mua về anh mua đó ha. Em sẽ dẫn anh đi mua gạo, nước mắm, đường, bột ngọt, muối với tỏi ớt vậy đó. Rồi. Mua đồ dùng trong nhà mình đó. Hai anh Khanh ha. Rồi. Thì anh đã hứa cho em rồi đó nha, cũng rồi, hứa bắt tay hai lần rồi đó. Nhưng mà cái đây là anh không phải là hứa riêng em, mà anh không. Hứa tất cả anh chị công đồng mạng nha. Hứa hết tất cả những người cô đã giúp đỡ cho con như vậy, con xin cảm ơn con hứa. Tại vì biết sao anh Khanh, là anh đã sai một lần là cái vụ bếp ga. Là bếp đó ga, với xe đạp, với quạt nữa. Đúng rồi. Sai một lần rồi. Cái đó là những tấm lòng. Hai lần rồi. Đúng rồi, cái đó là những tấm lòng mà của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trao cho anh, tại vì thấy hoàn cảnh mình khó khăn anh Khanh. Rồi giúp đỡ mình, muốn cho mình vươn lên trong cuộc sống để mình bớt khổ. Đó cũng là tại sao anh lấy cái đó làm động lực để mình đi lên mà mình đi bán nha. Em không hiểu anh luôn thiệt. Nhiều khi những món quà nó nhỏ nhưng tấm lòng người ta rất là lớn, cao cả lắm. Tấm lòng ok luôn á. Anh Khanh ha. Rồi anh cũng hứa với em rồi, mà chẳng hạn những anh hứa với em, mà anh hứa tất cả anh chị cộng đồng mạng. Hứa với cô gì? Cô Mạnh Thường Quân giấu tên ở bên Úc. Giấu tên ở bên Úc. Con xin hứa với cô là con giữ lời. Từ bây giờ trở đi, khi có vé số rồi con sẽ đi bán vé số. Con ngày nghề của con nghề thợ hồ. Nhưng mà con bây giờ con không làm hồ ở đây thì không có làm nữa. Con hứa với cô con đi bán vé số. Con cảm ơn cô nhiều. Rồi. Thì thôi anh Khanh vô mình mặc quần đi, mặc quần dài đi rồi bắt đầu mình chuẩn bị mình đi ra chợ anh ha. Anh cho em vô em tham quan nhà nghe, lúc trước bếp ga mình để ở đâu ha anh Khanh? Nhà này đây. Rồi bếp ga mini này là cái này là cô chế cho mượn. À, của chị cho mượn hả? Của chị cho mượn. Cá rồi sáng đi. Sáng rồi ăn cái gì? Ba con. À. Ăn hết một con rồi. Nó ăn chưa hết cơm nữa đó. Rồi cái nồi đó mình nấu cơm hay sao? Cơm. Là cơm hả? Cơm. Nấu.
Một bữa vậy là mình nấu bao nhiêu lon anh Khanh? Nấu một cái này nè. Lưng chút à. Chén gạo. Rồi giờ gạo mình còn nhiều không? Còn này chắc cũng. Đó, anh lấy ra, anh lấy ra. Thiếu mấy. Còn nhiều hả? Cái bọc ra luôn. Còn nhiêu đây nè. Còn nhiêu đây ha, là hết rồi ha. Còn nhiêu đó. Thì thôi một chút mình đi chợ rồi mình mua gạo luôn đi ha. Rồi. Mua gạo luôn đi rồi. Rồi mình bỏ mua. Bỏ vô đi. Một ngày mình nấu như vậy là mình ăn nguyên ngày hay sao anh Khanh? Ăn nguyên ngày luôn á. Mình nấu có một lon đó rồi mình ăn nguyên ngày luôn hả? Nguyên ngày nó nấu không có được lon đâu. Còn nhiêu đây nữa mới được lon. À vậy hả? Rồi anh Khanh nè, rồi mỗi ngày đó anh phải đi đặt lưới. Nhân lưới hay? Kiếm cá đó. Kiếm cá. Đúng rồi. Rồi về mình mới có cá ăn. Rồi những lúc mà mình đặt lưới mà không có cá rồi mình lấy gì ăn? Không có thì đi xin có chứ. Có, ít nhiều cũng có cá phi á. Thí dụ em nói thí dụ không có. Không có thì chế cho đồ ăn. À không có thì chị cho đồ ăn, chị bên cái bên cho. Chị là chị ruột của anh không? Chị ruột, chị thứ tư. Chị ruột. Rồi cái tủ này là của Mạnh Thường Quân cho luôn hay sao? Mạnh Thường Quân luôn. À. Cái này là của chế cho nè. Cái này là của chị cho ha. Còn chén bát đồ này kia, dĩa đồ này kia là của bà chị thứ bảy cho. Rồi bây giờ trong nhà mình toàn là đồ của người ta cho, có cái đồ nào mà anh tự mua không? Cái áo này, tự mua nè. Áo tự mua ha. Chỉ có vậy thôi à. Chỉ có vậy thôi. Cái khăn là của chế cho luôn. À vậy hả, cái khăn này của chị. Cái quần đồ nè, quần đang mặc nè, của chế cho luôn. Chế đem qua cho luôn, chế mua qua. Vậy hả? Cho luôn. Cái này là của Mạnh Thường Quân bên đâu, bên Mỹ á. Tưng đem lại cho nè. Rồi. Cái giường của Mạnh Thường Quân luôn. Cái giường của Mạnh Thường Quân luôn hả? Rồi anh Khanh nè. Em có nghe nói là anh có hai đứa con hay sao? Ba đứa. Rồi. Hai trai một gái. Hai trai một bây gái. Bây giờ có thêm đứa nữa rồi. Hay sao có thêm đứa nữa là sao? Vợ nó lấy khác. Có thêm đứa nữa, đứa gái nữa. Vậy là đâu có tính đó, là đâu phải con anh. Không phải, nhưng mà nó kêu ba ngọt xớt à. À cũng lại đây thăm anh hả? Không, ở trên Củ Chi á. Thành phố á, Củ Chi á. Rồi sao mà anh gặp được? Nói chuyện điện thoại á. À nói chuyện bằng điện thoại ha. Rồi là không phải điện thoại của mình, điện thoại của Tưng á. Tưng mới có số ở chảnh á. Rồi mới điện rồi ông nói chuyện ở chảnh rồi cái ba ơi sao ba không về thăm con, nói gì không đó. Giờ anh chia sẻ với em là anh có ba người con. Ba người. Hai người con gái hay là hai người con trai? Hai trai một gái giữa. Hai trai một gái ha. Rồi có chồng sau đứa con gái nữa đó, con gái 2-3 tuổi gì. Rồi con anh có về thăm anh không? Không, từ đó tới giờ chưa về. Là lúc mà anh với vợ anh không ở với nhau thì vợ anh lấy bắt con đi hay là mấy đứa bé tự đi? Không, tự vợ bắt đi luôn. Là lúc đó không có nhà ở, mướn nhà trọ. Mướn nhà trọ ở trên cầu Mỹ Thanh 1 á. Rồi xong mấy hai chồng mới đi lên thành phố. Dắt ba đứa con lên thành phố làm ở bên quận 8 á. Rồi xong cái rồi đâu nó quen người kia. Nó quen người kia rồi nó dẫn con đi theo người kia luôn. Rồi về anh đâu có biết đâu. Họ hỏi bà già vợ nói nãy về dắt con đi đâu rồi. Bà vợ nói gì đó. Lên Củ Chi thằng kia mua đất đai cho ở, mua nhà cho ở. Mà thằng kia chết rồi. Cái thằng kia nhỏ hơn nó gần cả chục tuổi á. Rồi cái thì anh cũng lên cũng thăm mà không có vô nhà. Đứng ở ngoài à. Nói chuyện chút rồi anh về không nói chuyện nữa. Vậy là anh trừ từ phi là có Lý Tưng ở đây thì Lý Tưng lấy có điện thoại thì anh gọi đi cho con anh hay thôi phải không? Không, Lý Tưng gọi. Lý Tưng gọi. Lý Tưng nói Khanh ơi nói chuyện với vợ ông kia. Nói rồi thì bây giờ nó xóa số bỏ luôn à. Sao vậy? Nó bỏ số đó luôn à. À. Vợ. Nói chung là không muốn mà. Nói chung là nói chuyện với anh hay sao? Nghỉ luôn à. Ngưng luôn rồi đó. Rồi con anh có thường về thăm anh không mấy đứa? Không.
Từ hồi mày vợ dắt đi tới giờ là chưa gặp mặt con luôn. Vậy chắc cũng nhớ con, chắc nhớ con lắm à. Lâu chưa anh, mấy năm rồi? Thằng lớn là lúc đó là mới có đâu 7-8 tuổi à. Ừ. Mà bây giờ nó 24 tuổi rồi. Ừ. 7-8 tuổi, 24 tuổi. Ừ. Thì tức ra cũng mười mấy năm rồi anh ha. Lâu à. Rồi nhỏ con gái 23. Ừ. Còn thằng kế nữa thì 19-20 gì đó. Ừ. Rồi nhỏ con gái con của người khác á. Ừ. Thì 3-4 tuổi gì đó. Rồi. Thì thôi bây giờ em cũng cảm ơn anh chia sẻ nhiều. Thôi bây giờ mình mặc đồ mình đi chợ đi anh ha. Dạ. Rồi. Yeah.